Xin chào mọi người, chúng ta tiếp tục học từ vựng tiếng Anh, chủ đề chỗ ở phần 7. Official là thuê có hợp đồng. Official là thuê có hợp đồng. Official là thuê có hợp đồng. Số ba là comfortable tiện nghi. Comfortable là tiện nghi. Comfortable là tiện nghi. Số bốn là Inhabit là cư trú. Inhabit là cư trú. Inhabit là cư trú. Inhabit là cư trú. Số năm là visa là cư trú. Visa là cư trú. Visa là cư trú. Số sáu là qua là chứng dụng để ở. Qua là chiếm dụng để ở. Số bảy là bo là cho ăn ở trọ. Bo là cho ăn ở trọ. Private là riêng tư. Resale là thuê có hợp đồng. Comfortable là tiện nghi. Inhabit là cư trú. Visa là cư trú. Sure là chiếm dụng để ở. Bo là cho ở hợp đồng. Cho ăn ở trọ. Mình xin kết thúc từ vựng tiếng Anh theo chủ đề chỗ ở phần 7 tới đây ạ.